Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về một đoạn clip khi một tài xế xe buýt đuổi tới tấp khách khi khách bị hô chân, đã phải còn tháo giày ra. Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip bên dưới nha. Đoạn clip cho thấy tài xế xe buýt dừng lại vì một vị khách nam được cho là có mùi hô chân nhưng lại tháo giày ra, bức xúc vì mùi khó chịu. Tài xế mới lớn tiếng nhắc nhở, đôi bên xảy ra tranh cãi gay gắt. Tao có quyền cho mày xuống, chân thối, mày đi giày vào, nghe chưa? Mày không xỏ giày, tao đuổi mày xuống đường. Tài xế có tuổi lớn tiếng. Trong khi đó, vị khách cũng tỏ ý bất bình và chống đối. Không trả tiền, tao không xuống. Thối là thối như thế nào? Phục vụ thế à? Thiếu tiền tao trả. Anh ta vênh váo khi bị chỉ thẳng mặt. Đỉnh điểm, tài xế tuyên bố với người đàn ông, loại mày tao không phục vụ. Sự việc thu hút sự chú ý của số đông người trên xe. Nữ phụ xe can ngăn tài xế với lý do người ta không có văn hóa thì chấp làm gì nữa. Loại mày không phục vụ. Loại mày không phục vụ. Đã tới tiền tôi xuống. Mày cứ thọ bỏ giấy tao ngồi với em. Còn nếu thiếu tiền tao giả. Tao nói mày. Bỏ tay xuống. Tao nói mày bảo thôi mày đánh tao. Này tao xin lỗi mày nhá. Trên mạng xã hội, dân tình bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau. Một số người nhận xét vì khách ý thức kém, thiếu tôn trọng những người xung quanh. Bên cạnh đó, không ít bình luận cho rằng cách góp ý của tài xế có phần thiếu tế nhị, khiến vị khách xấu hổ và phản ứng tiêu cực.